là con AKGX 75MK2. Lúc nãy có một cái video mình đã qua về vấn đề ghi băng và lớp vôi cơ bắp của nó rồi, bây giờ mình ráp lại rồi nên là thành một cái con máy nó rất là đẹp rồi, trưng bày đẹp lắm. Con này nó chơi đầu từ discrete, có nghĩa là đầu từ rời nhé, ba từ, ba motor, motor trực tiếp, double cấp tăng, và nó có cả quad nên là cái tổ chính xác trong cái cấp tăng nó rất là tốt. Lock direct driver, lock hai quay, ok con này ngon, chơi ngon, này chơi rất là ngon. Mình chơi trước 15 thử, này lúc video trước mình đã cho nó chơi sau 15 rồi, vừa ghi vừa phát rồi. Bây giờ mình nghe bạn trước 15 thế nào nhé. Lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng cày nghiêng bóng cài sóng xài điện 220 nhé. Sông sâu phố nhân ơi đi về đâu, người hôn chìm vào đôi mắt ai ơi chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau phố nhỏ đường mưa chốn núi. Cái máy gỗ này đặt cho con 9001 mà con này lắp vừa lắp sông sâu nhân thế đẹp. đồng chiến đưa tin nhau đi ngại những đêm
lại sâu thương đắm trong nghẹn ngào. 10 năm ở kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Một mặt hay con vua thì mới có mặt trắng kim vua. Người đi ta phương con đò chiều nay do vương mang nhiều tình thương, sương rơi mong manh bên sông em vã lạnh, tiếng ai dù lướt nhanh đêm đêm mong anh với cho đi lành. Rồi chiều nào nắng màu chiếm đi phải rồi, người anh từ muôn lối về.